Mến chào quý khách thân yêu trên toàn cả nước đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Xuân Quyết Auto, đỉnh cao xe chất. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em mang đến cho ông ta một mẫu xe SUV 7 chỗ, máy dầu gầm cao, máy thoáng, giúp cho ông ta di chuyển thoải mái ở trên tất cả mọi cung đường. Với cái thời kỳ hiện tại bây giờ là xăng dầu đang leo thang tăng giá bởi ảnh hưởng của Ukraine và Nga, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sở hữu cho mình những chiếc xe ví dụ như là máy dầu hoặc là những chiếc xe máy xăng ở một cái chấm thấp dưới 2 chấm thì giúp cho ông ta di chuyển nó rất là tiết kiệm. Đây là một chiếc xe được mang trên mình đầy đủ tất cả mọi tính năng công nghệ option, giúp cho người lái có những cái cảm giác lái thoải mái nhất, di chuyển đường xa hàng nghìn km cảm thấy thoải mái và không hề bị mệt mỏi. Chiếc xe này được trang bị hệ thống ABS chống bó cứng 4 bánh, cân bằng điện tử, có nâng hạ chân ga, cửa sổ trời, vô lăng gật gù điều chỉnh lên xuống gần xa, có hệ thống xoay ghế ở hàng ghế phía trước và hàng ghế phía sau. Toàn bộ hệ thống kính của xe lên xuống bằng điện, gương chỉnh điện cụp xòe cũng là hệ thống điện, quý vị nhé. Trên chiếc xe này được nhập khẩu về Việt Nam, đăng ký lăn bánh 2009, là một chiếc xe mang trên mình một khối động cơ 2.0 máy dầu chuyển động cầu trước, giúp cho người ta di chuyển rất là bốc, tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong thời gian là 7 giây, đã đạt được tốc độ là 100 km/h rồi. Chiếc xe này được mang trên mình ngoại hình là màu bạc. Về bên em thì nước sơn bên em đã có sơn tỉa đánh bóng thì ở một trạng thái là bóng loáng hoàn hảo, đẹp nhất rồi. Và trên chiếc xe này thì bên em cam kết nhé, keo chỉ zin 100%, máy nguyên tuyệt đối, số zin tuyệt đối. Nội thất của xe là nội thất kem da cao cấp, có lỗ thông hơi, được trang bị bóng khí an toàn vùng quanh xe. Và chiếc xe này thì bên em chào bán với mức giá nó chỉ trên 400 triệu một chút thôi. Giá em sẽ báo chi tiết vào phần cuối của video này. Ngay bây giờ đây em sẽ lật cái nắp capo này lên, nổ máy, bật điều hòa cho chúng ta quan sát về cái trái tim khối động cơ ở trên chiếc xe SUV 7 chỗ Santa Fe bản MLX này, quý vị nhé. Trên chiếc xe này thì khóa là được trang bị là khóa khiển từ xa và có cả một khóa chìa để chọc vào ổ khóa. Và hai khóa của xe điều khiển vẫn nguyên bản zin theo xe. Có ở phím sau là tìm xe này, bấm vào đây thì sẽ nháy đèn và chúng ta có mở khóa và chốt cửa ở trên chìa khóa. Máy đã nổ, điều hòa đã bật rồi. Hé cái nắp capo này lên để cho ông ta quan sát kỹ đấy ạ. Capo lên bằng cần thủy lực, chỉ một ngón tay thôi là đã dựng được nắp capo lên rồi. Hình ảnh tổng quan về khoang máy quý vị quan sát đấy ạ, là một cái hình ảnh sắc nét rõ ràng, rất là đẹp. Đây là một cỗ máy mới được trang bị trên Santa Fe. Bởi vì là giữa 2008 và 2009 thì Santa Fe đã nâng cấp lên về cái cỗ máy, giúp cho cái mức tiêu hao nhiên liệu nó tiết kiệm hơn, tinh chỉnh tối ưu hơn, và cái khả năng tăng tốc nó cũng bốc mượt khỏe khoắn hơn. Về tổng quan thì chúng ta quan sát cho em về cái bề mặt nỉ ở trên cái lòng nắp capo này. Thì nếu mà một chiếc xe đi nhiều thì sẽ không bao giờ còn được cái nỉ nó đẹp đen ánh. Tất cả các cái chi tiết của xe còn rất là đẹp, nguyên bản tuyệt đối. Tem mát của nhà sản xuất cũng zin hết, keo chỉ là zin 100% quý vị nhá. Tất cả những con ốc, dàn đinh tán, các cái tán đinh nhỏ, không có bất kể một con nào có vết cả quý vị ạ. Bên trong này thì cái màu nó hơi xỉn, ngả màu theo thời gian thôi. Đây ạ, những con ốc ở cái nắp capo này, tay em chỉ đây, là những con ốc zin nguyên bản, chưa hề có động chạm một chút nào cả. Phía dưới đây là phần tai đèn máng nước ở cái đầu bên phụ sắt xi của xe. Chúng ta quan sát đấy, một chiếc xe đã 11 năm tuổi nhưng mà nhìn còn rất đẹp, mới. Tất cả các nhựa ABS rồi những cái cao su ở trên cái chóa đèn, mí đèn này, chúng ta thấy này, nó chỉ có đôi chút bẩn theo thời gian thôi, còn lại là còn rất rất đẹp quý vị nhé. Tất cả dàn ốc của xe là nguyên bản zin tuyệt đối hết này. Tem mát, tem giấy, tem dán ở đây cảnh báo chúng ta vẫn còn rất đẹp nguyên hết, không hề có bong chóc bất kể một chút nào cả. Tai đèn ở phía bên phải và cũng là cái cụm đèn ở phía bên phải cũng vậy. Tất cả những cái chiếc xe bên em nhập về thì đều là những chiếc xe đẹp, xuất sắc, chất lượng cao quý nhá, để mang cho chúng ta một cái giá trị thật, chất lượng thật. Khi mà mua chiếc xe này về là đổ xăng là chúng ta di chuyển, chúng ta chạy thôi, không phải đầu tư thêm bất kể một chi phí nào dù là nhỏ nhất vào chiếc xe này, ngoài cái chi phí chúng ta đổ dầu. Trên chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu phải nói là rất rất là tiết kiệm, chỉ 6 lít quý vị nhé. 6 lít trên 100 km chúng ta chạy ở đường trường. Nếu chúng ta chạy ở nội đô thành phố Hà Nội hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh, tắt đường rồi bật điều hòa mát rồi chúng ta đi cả 5 người và chúng ta liên tục phải giao phanh thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ dao động từ 7 lít rưỡi đến 8 lít trên 100 km trong nội đô. Còn nếu chúng ta chạy đường trường chẳng hạn như là cao tốc Long Thành Dầu Dây hay là cao tốc Hà Nội Lào Cai thì mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ có 6 lít 100 km thôi. Bởi vì chiếc xe này thì em là người mà đã đi di chuyển một chuyến từ Hà Nội lên tới Phú Thọ, Yên Bái, lại quay về Tuyên Quang xuống Hà Nội rồi, thì kiểm nghiệm được là mức tiêu hao nhiên liệu nó cực kỳ là tiết kiệm. Với cỗ máy 2.0 chuyển động một cầu ở trên chiếc xe Santa Fe này thì chúng ta quan sát phía bên trong nữa. Khi mở cái nắp capo lên thì chúng ta nhìn thấy toàn bộ là một cái khoang máy nó rất là liền lạc, đầy đặn mà nhìn nó rất là bắt mắt.
Về bên em thì có vệ sinh và rửa ráy sạch sẽ bằng CO2 rồi. Tất cả những xe bên em nhập về đều qua một cái quá trình kiểm tra rất là kỹ lưỡng, từ phần rô tin, thước lái, thụt giảm sóc, tiếp theo đến là dầu cầu, dầu máy, dầu số, nước mát, nước rửa kính. Sau đó bên em với cho sơn tỉa, rửa dọn, đánh bóng và mới chụp ảnh quay phim giới thiệu đến cho chúng ta. Khi chúng ta xem video clip này, yêu thích chiếc xe này thì hãy nhấc điện thoại lên gọi ngay cho em để được sở hữu em nó nhé. Với mức giá cũng chỉ có trên 400 triệu một chút thôi. Và số điện thoại của em để dưới màn hình là 0365639999. Kết bạn Zalo với em, số điện thoại là 0775805555. Hãy gọi cho em để được tất cả các thông tin tư vấn về chiếc xe này. Và nếu anh chị và các bạn mà lần đầu tiên xem video clip của em Quyết thì hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh ở phía bên phải màn hình và bật vào rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể video nào trong tương lai mà em up lên mỗi ngày. Trên chiếc xe này đã được trang bị là hệ thống đèn bi mắt liếc nha quý vị, đèn cầu bi ống thì giúp cho chúng ta có một cái ánh sáng quan sát nó rất là tốt. Bề mặt ca lăng của xe ở phía giữa là một lưới tản nhiệt dạng tổ ong và có thanh chrome chạy ngang. Hyundai Santa Fe cái logo được đặt phần trung tâm giúp cho đưa gió vào làm mát cho cái khoang động cơ của chúng ta rất là tối ưu. Cái khoảng sáng gầm xe phía trước nó tạo ra một cái khoảng rất là rộng, vừa được tất cả các địa hình mà chúng ta không bị lo là bị chạm gầm, sập gầm. Được trang bị luôn cả một hệ thống đèn gầm phá sương, thì đèn gầm này chúng ta có thể là dùng bằng ánh sáng vàng để chúng ta đi đường sương mù, đi đèo, đi núi. Về cái thấu kính pha đèn ở trên chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì cũng đã 11 năm tuổi. Chúng ta quan sát đấy ạ, thấu kính pha đèn trong vắt xuyên suốt từ trong ra ngoài. Nếu mắt thường ta nhìn ở đây thì sẽ thấy có đôi chút là vài vết xước nhỏ, nhưng đây nó là cái thấu kính pha đèn zin, bên em không hề có xúc rửa đánh bóng bất kể một góc nào đâu quý vị nhé. Năm 2009 thì cũng đã 11 năm rồi, nhưng tìm được một chiếc xe đẹp chất lượng như này thì khẳng định luôn quý vị là sẽ không bao giờ có đâu. Bởi vì chiếc xe này là đăng ký chính chủ từ mới, biển 4 số vẫn giữ nguyên. Nếu chúng ta cần rút hồ sơ sang tên trên toàn quốc thì bên em sẽ có hỗ trợ dịch vụ rút hồ sơ sang tên cho quý vị và các bạn. 2009 thì đã được tích hợp xi nhan ở trên gương và chiếc gương cũng rất là to rộng để cho chúng ta có một cái độ quan sát rất là rộng rãi phía sau. Và kể cả những mặt gương vẫn là mặt gương nguyên bản, không hề bị vỡ nhá, tất cả chữ Hàn Quốc đều nằm ở trên này. Nếu chúng ta nói về máy dầu, nói về dòng xe 7 chỗ thì Santa Fe nó là một trong những ông vua của dòng SUV 7 chỗ máy dầu rồi. Trên chiếc xe này được chạy một cái la răng là 18, một dàn mâm rất là lớn, nhìn rất là to khỏe, kết hợp với hệ thống phanh ABS chống bó cứng 4 bánh, đằng trước là phanh đĩa kép tản nhiệt, giúp cho cái khả năng di chuyển phanh gấp rất là an toàn và có cái hệ thống cân bằng điện tử và bổ trợ lực phanh, cho nên chúng ta ôm cua vào cua phanh thì phải nói là thật sự là hữu hiệu. Cái tính năng ABS ở trên chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì nó hoạt động hay hơn rất nhiều, giúp cho chúng ta cải thiện được cái chất lượng phanh nó an toàn như nào. Về cái phần bùm phanh chúng ta nhìn này ạ, nếu là một anh chị đã sử dụng Santa Fe rồi hay là những người có kinh nghiệm về những cái dòng xe ô tô cũ thì chúng ta sẽ biết được chất lượng ở trên chiếc xe này chạy nhiều chạy ít, bởi vì cái bùm phanh nó còn rất đẹp, không có bất kể một cái sự nào của hát gì cả. Dàn mâm của xe này cực kỳ là đẹp luôn. Toàn bộ vỏ của xe nó nghe tiếng gõ không ạ? Phẳng căng. Và cái tiếng gõ thì phải nói thật sự quý vị là nghe nó rất là đanh chắc, không có bất kể một chút ma tít nào dính ở trên cái phần thân vỏ chiếc xe này quý vị nhé. Toàn bộ dàn kính của xe nguyên bản tuyệt đối hết và đã được dán phim cách nhiệt 3M. Với cái thời tiết mùa hè chuẩn bị tới như bây giờ, cái vấn đề mà dán phim cách nhiệt nó rất hữu hiệu cho chúng ta chống nắng, chống tiêu UV, tiêu cực tím rất là tốt và làm mát trong cái khoang lái của chúng ta cực kỳ hữu hiệu. Dàn ốc bản lề cánh cửa ở phía bên lái chúng ta nhìn đấy, đẹp sắc nét, tất cả các con ốc vẫn còn zin đét hết quý vị nhé. Các cái bậc bước lên xuống đều là chữ Santa Fe nguyên bản. Và chúng ta nhìn sang hàng trụ bê cánh cửa phía sau, chúng ta thấy đấy, đẹp từng chi tiết, tất cả các con ốc đều là nguyên bản zin 100%, ngàm khóa còn sáng rực luôn. Bởi vì một chiếc xe chính chủ từ mới chạy hơn 10 vạn thì nó là quá xuất sắc. Phía bên dưới đây là tem mác của nhà sản xuất này, năm sản xuất 2009, tay em chỉ đây. Phía bên dưới là tất cả cái thông số về kích cỡ lốp, thông số lốp. Hé cánh cửa ở hàng ghế phía sau ra để chúng ta quan sát cho em về phần keo chỉ cũng như là phần bề mặt táp lô. Một chiếc xe đẹp thì chúng ta chỉ cần nhìn cánh cửa trước thôi, còn sang cánh cửa sau thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Sàn của xe thì đã được trải một lớp da, nội thất của xe là màu kem thì cực kỳ đẹp rồi. Hàng ghế sau gần như là không có người ngồi đâu quý vị ạ. Một chiếc xe phải nói là cực kỳ là chất lượng. Một cặp đèn hậu cực kỳ là đẹp, thấu kính pha đèn trong suốt từ ngoài vào trong và đằng sau là bóng halogen quý vị nhé. Tem mác thì có đôi chút là sất sẹo một vài chỗ rồi đấy, nhưng mà tem này là tem zin chữ Santa Fe đây, rất là nguyên bản này. Logo Hyundai nằm ở giữa và tất cả các cái chi tiết của xe là nguyên bản, thật sự là rất rất đẹp quý vị ạ. Tìm được một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu từ năm 2000
2009 đến bây giờ mà đẹp, chất lượng, máy nguyên, số nguyên, keo chỉ zin, nội thất kem đẹp như chiếc này thì khẳng định luôn quý vị là rất hiếm. Và những chiếc xe có ở trên thị trường các anh em người ta đang bán với cái vòng đồng hồ nó khoảng tầm 50 vạn, 40 vạn mà tua lại thì giá nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 20 triệu. Nhưng chiếc xe này bên em bán nó sẽ cao hơn giá thị trường cũng đâu đó 15 đến 20 triệu. Nhưng cái chất của nó thì nói thật chúng ta ngồi lên lái mới cảm nhận được. Mở cái này lên để chúng ta nhìn phía dưới này. Đồ đạc phụ tùng kích đi theo xe vẫn còn nguyên. Và dường như chưa bao giờ chiếc xe này sử dụng đến cái kích, cũng như chưa bao giờ dùng đến cái móc để mà kéo. Nếu một chiếc xe mà có móc có kéo thì không bao giờ nó có cái gen đẹp như này, đúng không quý vị? Cho xuống phía đây ạ, kích này của xe ở đây. Tay công, bình cứu hỏa đặt xuống này. Và gập cái ghế này xuống để chúng ta chở hàng quý vị nhé. Chỉ cần một tay thôi, ẩn xuống, nằm kịch xuống rồi. Rất là phẳng mà... Được chưa ạ? Phía bên trên này thì chúng ta có tha hồ, vừa là để đồ đạc vali, rồi rất nhiều hàng hóa, rộng rãi. Ở chiếc xe 7 chỗ này thì điều hòa được trang bị chạy vùng quanh xe, kể cả ở cái hàng ghế sau cùng này ngồi hai người thôi, nhưng cũng được trang bị cửa gió điều hòa, điều chỉnh nấc gió và lượng gió ở hai bên, giúp cho cái người ngồi ở hàng ghế cuối cùng ở đằng sau cũng rất là thoải mái. Trên này là cũng vẫn có bệ tì tay và vẫn có phần để chai nước. Ở ghế phía bên phải còn có cả một cái cổng sạc USB để chúng ta dùng sạc điện thoại, sạc máy tính, rất là rộng rãi thoải mái. Nếu mà chúng ta để hàng hóa nhiều hơn nữa thì chúng ta lại có thể gập cả cái hàng ghế này xuống quý vị ạ. Như này, để cho chúng ta chở hàng hóa xuyên thông từ ở cốp phía sau ra tận đằng lái, giúp cho có một cái không gian chứa hàng rất là rộng. Em sẽ gập xuống luôn để chúng ta nhìn này. Rất là rộng, thoải mái. Chúng ta muốn ngồi 7 người thì chúng ta lại nâng toàn bộ cái hàng ghế lên. Khi chúng ta mở cái cánh cửa ra thì chúng ta thấy đấy, cái độ mở này nó sẽ có rất là nhiều nấc. Một chiếc xe mở nhiều ấy thì nó sẽ không bao giờ có những cái nấc như thế mà đóng cửa nó chắc như thế. Đây ạ, mở này. Nó sẽ có cái điểm giữ lại để tránh cái việc là khi mà chúng ta mở nó bị trôi ra ngoài. Trên những chiếc xe SUV 7 chỗ gầm cao máy thoáng này, nếu những chiếc xe nào chưa có những cái bậc bước lên xuống như này thì khi mà chúng ta lên xuống vào xe ấy, thì cảm giác nó sẽ có một cái gì đấy hơi bị bẩn mất cái phần chân của chúng ta. Nhưng mà một chiếc xe đã được trang bị cái bậc bước lên xuống rồi thì giúp chúng ta ngồi rất là thoải mái, và chúng ta lên nó cũng rất là dễ dàng, xuống cũng rất là dễ dàng. Và ở cái hàng ghế sau này có thoải mái không thì khẳng định luôn quý vị là rất thoải mái. Mà thậm chí ngồi ở hàng ghế sau này còn thoải mái, còn thích hơn là ngồi hàng ghế trước. Bởi vì hàng ghế sau này nó giúp cho chúng ta, thứ nhất là cũng rất an toàn rất cao. Thứ hai là cửa gió điều hòa ở phần sườn. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh nấc gió, hướng gió ở đây. Cả hai bên đều được trang bị như vậy. Ở phần giữa thì được trang bị một cái tẩu để chúng ta có thể là sạc điện thoại, và có xây ghế ở bên trái bên phải. Phía dưới này chúng ta có thể là để các cái đồ đạc vào đây. Là chúng ta để bệ tì tay như này. Ngồi thoải mái không ạ? Rất là rộng. Và ấn một nút thôi là chúng ta để nước uống ở đây. Muốn đi là 3 người ngồi hàng ghế này đúng không ạ? Thì sẽ có một người khoảng chừng 1m6 như em trở xuống, ngồi ở vị trí hàng ghế giữa này. Được chưa ạ? Cao, thoải mái. Và nếu mà chúng ta muốn thì cái ghế này chúng ta có thể ngả ra như này. Được chưa ạ? Hoặc chúng ta có thể là dựng lên đứng vai như này. Thì tất cả các vị trí ngồi ở trên chiếc xe Santa Fe này, hàng ghế trước, hàng ghế sau và hàng ghế sau cùng thì đều rất thoải mái. Và quý vị quan sát về cái bề mặt da, nội thất ở trên chiếc xe này đây. Tất cả các bề mặt da này, đây là một cái chất lượng da rất rất cao cấp nhé. Đều là lỗ thông hơi mà phải nói là sờ rất là thích. Cái mút ở trên chiếc xe này thật sự quý vị là ngồi nó rất là êm, rất là sướng. Nếu mùa đông chúng ta đi chỉ cần khởi động máy, bật xây ghế thì toàn bộ phần lưng này và cái phần chúng ta ngồi này tiếp xúc với cả cơ thể của chúng ta, nó sẽ ấm, giúp cho cơ thể của chúng ta nó ấm từ ở đằng sau. Và điều hòa kết hợp nữa thì chỉ trong vòng 3 phút thôi, ngồi trong chiếc xe này nó đã rất ấm rồi. Về bề mặt táp lô ở trên chiếc Santa Fe này, quý vị nhìn đấy, một cái bề mặt da rất là đẹp, bóng khí trang bị ghế hành khách và trên vô lăng. Trên chiếc Hyundai Santa Fe 7 chỗ này thì riêng ghế lái là được điều chỉnh bằng điện, có cả bơm ghế quý vị nhé. Không cần phải chìa khóa, vẫn có thể là tiến và lùi được này, rồi nâng cao này, hạ thấp này. Đó, tiếp theo nữa là cái vai này, ngửa ra này, cụp vào này, và có cả chế độ là bơm ghế ở đây nhé. Chúng ta sẽ nhìn ở đây cho em này. Đó, bơm này, bơm căng lên quý vị nhìn này. Căng phồng cái phần này lên
để cho ông ta ngồi đỡ bị mỏi và hạ xuống. Bây giờ cùng với em chạy chiếc xe này ở trên đường trải nghiệm xem độ cách âm chống ồn, rồi dô tin thước lái thụt chiếc xe này nó ở một tình trạng như nào, hoạt động như nào quý vị nhé. Ở cái vị trí ngồi lái ở trên chiếc Hyundai Santa Fe 7 chỗ máy dầu này, phải nói thật sự quý vị là nó rất thích quý vị ạ. Giảm sóc nó rất là sướng. Nó nhún nhảy xuống lên lên xuống, phải nói thật sự là cái cảm giác nó rất là phê. Khi chúng ta chỉ đệm phanh phát thôi là nó rúi đầu xuống, nó rất là đầm. Cái nữa là về cái dô tin thước lái thụt thò và cái cao su giảm chấn rất là thẳng, chạy phải nói thật sự là rất thích. Ở cầu Đông Trù đây, quốc lộ 5 kéo dài, tốc độ 80, 90, 100 rất là mượt mà rất là êm. Vòng tua máy chỉ ở trung bình 1.700 vòng trên phút, chạy rất là êm ái. Tiếp xúc giữa vô lăng, khả năng cầm nắm với cả cái mặt đường của xe thì phải nói thật sự quý vị là nó rất là chính xác. Tuy rằng đã 11 năm chạy 16 vạn km rồi nhưng mà không có bất kể một chút dơ dão nào từ hệ thống thước lái hay là dô tuyên hay là về phần giảm chấn của xe. Chạy phải nói rất là thẳng, mà cái độ cách âm chống ồn thì chúng ta thấy đấy. Tất nhiên là cái tiếng gió ở ngoài thì nó cũng có một chút, nhưng cái tiếng mà mình nghe nó nhiều hơn là cái tiếng lốp mà nó vọng lên trên khoang lái thì nó nhiều hơn. Còn để mà chúng ta nghe được một tiếng nào của động cơ, của khoang máy lọt vào trong cái vị trí ngồi lái hay là cái người ngồi ở trong xe này thì thật sự quý vị là không có đâu. Với mức giá loanh quanh cũng chỉ có trên 400 triệu thôi, nhưng mà đi được cả một gia đình 7 người, gầm cao máy thoáng, 7 chỗ máy dầu, chạy với cái tốc độ 80-100 trung bình ở cái đường cao tốc như này, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 6 lít 100 cây, quá là tinh tế. Thế còn nói về cái độ lành, độ bền thì thật sự chúng ta là Santa Fe là một thương hiệu, mà nói về máy dầu thì đừng bao giờ lãng quên Hyundai Santa Fe là ông vua trong dòng Santa Fe 7 chỗ máy dầu rồi. Chẳng có dòng xe nào vượt qua được Santa Fe máy dầu đâu. Kể cả là Ford đến từ Mỹ, Everest chẳng hạn, cũng không thể nào mà hay mà tiết kiệm bằng được chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu này cả. Còn về cái vị trí để mà ngồi lái trước sau thì thật sự quý vị là không gian nó rất thoải mái. Chỉ một tay thôi, trợ lực là dầu nhá quý vị. Nhưng mà vào các cái khúc cua quay đầu hay là ôm cua thì chỉ một tay thôi, nó rất là nhẹ nhàng. Một tay chúng ta có thể để ở bệ tì tay rồi ngồi lái rất là thoải mái ở tất cả các cái cung đường, cho dù là đường cao tốc hay đường phố, hay là chúng ta chạy ở đường đi lên khu vực Tây Bắc là đèo núi. Cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em Quyết đến giờ phút này. Em giới thiệu rất nhanh với chúng ta thôi, một chiếc xe Hyundai Santa Fe gầm cao máy thoáng 7 chỗ được trang bị động cơ 2.0 máy dầu. Chiếc xe này bên em chào bán với mức giá 435 triệu quý vị nhé. Chỉ 435 triệu thôi chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc xe Hyundai máy dầu động cơ 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009 này rồi. Đây là một chiếc xe phải nói là cực kỳ đẹp, nguyên bản tuyệt đối, máy nguyên số nguyên, keo chỉ zin 100%, sơn xi bóng đẹp, nội thất kem, trang bị đầy đủ tất cả mọi tính năng, công nghệ option, full tất cả option quý vị nhé, với mức giá 435 triệu. Nếu quý vị anh chị bạn quan tâm chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em Quyết với số điện thoại là 0365639999. Kết bạn Zalo em số điện thoại là 0175805555. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ. Showroom trưng bày tại số 36 km 3 cầu Lục Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.